Vào khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng nay, trên tuyến đường đối hai cao tốc theo hướng từ thành phố Hưng Yên đi Hà Nội Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận xã Chính Nghĩa huyện Kim Động, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết một người. Bước đầu xác định nạn nhân là Trần Tiến Trình, sinh năm 1960 ở xã Trung Nghĩa thành phố Hưng Yên, bị xe ô tô đâm phải và kéo xa khoảng 200m làm biến dạng. Đối tượng gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ và truy tìm tung tích của chiếc xe gây tai nạn